Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 19 trận thiên tai gây ảnh hưởng diện rộng, nhất là ngập lụt nội ô, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, ước thiệt hại về tài sản trong nhân dân khoảng 5,8 tỷ đồng. Song cũng từ mưa dông đã liên đới gây đổ cây xanh, chập điện khiến 4 người thương vong. Mưa dông lốc đã làm đứt dây điện, dẫn đến sự cố tai nạn về điện, làm 3 người chết, 1 người bị thương. Và các cơn mưa dông lốc đã gây sập một căn nhà và tốc mái nhiều căn nhà và ảnh hưởng nhiều thiệt hại khác. Vào mùa mưa chính vụ, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều cơn mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt là các khu vực trọng điểm trong nội ô như khu vực ngã Ba Cống, Thích Quảng Đức, Thủ Dầu Một, khu vực Cống Trắng, An Thạnh, Thuận An và nhiều cái khu vực khác, các tuyến bờ bao đã bị tràn. Thiên tai trên địa bàn tỉnh chủ yếu do mưa lớn, lốc xoáy và triều cường. Trong đó, lốc xoáy gây hư hỏng về nhà cửa, công trình, gây đổ cây trồng thường xảy ra nhiều vào thời kỳ chuyển mùa. Mưa lớn, triều cường gây ngập úng nhà cửa, lúa, hoa màu, đường giao thông xảy ra nhiều vào mùa mưa và các tháng cuối năm. Điều đáng nói là do tác động biến đổi khí hậu, những năm gần đây thiên tai diễn ra trên diện rộng, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương trong tỉnh. Sau khi sự cố xảy ra thì hiện nay là hai cái cây cầu thì đã được đơn vị quản lý đã trục vớt xong. Còn về cái hướng sắp tới thì địa phương cũng đã kiến nghị các cái cơ quan chức năng là qua hai cây cầu đó thì cái hướng sắp tới thì chỉ đề nghị là xây mới lại một cây cầu là cầu móng rồi và không xây lại cái cầu ống dài. Hiện nay cũng đã đang vào mùa triều cường. Thì trong thời gian qua, nửa cuối tháng 10, triều cường cũng đã xuất hiện với mức cao nhất là 1m74, trên báo động 3, 0,14m. Và dự báo trong thời gian tới, mưa ở trên khu vực thì có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, từ nay đến Tết âm lịch là những thời kỳ có đỉnh triều cường cao, mỗi tháng xuất hiện 2 lần vào đầu tháng âm lịch và giữa tháng âm lịch, có nguy cơ gây ngập lụt những cái vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra, các sở ngành và địa phương trong tỉnh cần tăng cường kiểm tra công tác, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn, đôn đốc các chủ đầu tư để nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước, gia cố đê bao, bờ bao, chống lũ an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bên cạnh sự đồng thuận và vào cuộc một cách chủ động tích cực của các cấp ngành, người dân rất cần được cung cấp thường xuyên thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ thuật ứng phó, tránh tâm lý chủ quan, trông chờ, ỷ lại.